chiếc xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ, dòng xe Nhật bãi Personline. Dành cho bác ưa thích những cái dòng xe Nhật bãi thương hiệu tên tuổi thì nay em về một chiếc đây, dòng xe Touring. Thì hôm trước thì em có về một chiếc Touring của Personline. Thì model của xe lần này em về là model của Personline siêu lưu. Vâng, với cái tông màu đỏ cờ mà giá thành rất tốt cho các bác ngày hôm nay. Vâng, bây giờ xin mời giới thiệu chiếc xe. Vâng, thì trên khung hình các bác đây là cái mẫu Personline, một trong những cái thương hiệu đến từ Mỹ rất là nổi tiếng về dòng xe đạp thể thao, được rất nhiều các bác ưa chuộng và quan tâm, đánh giá rất là cao. Thì cái model của này, model của xe lần này là model siêu lưu thương hiệu Personline. Thì hôm trước em có về một chiếc Personline với tông màu đỏ, thì nay em về một chiếc nữa cũng tông màu đỏ Personline. Một lần này xe có size thấp hơn xe chai size trước, khung nhôm. Tổng thể xem đánh giá là chỉ rơi tầm 75-80% thôi. Vì là dòng xe Nhật bãi thì không phải tránh khỏi một vài vết xước trên khung xe rồi. Tổng thể xe cũng còn rất là đẹp so với những dòng xe Nhật bãi. Vì trong lô hàng xe lần này em về là toàn dòng xe theo tuyển chọn đến từ thương hiệu cũng rất là cao cấp. Cũng là tông màu đỏ cờ. Vẫn được giữ được nét sơn rất là bóng. Đây cũng là vài vết xước trên khung nó nhìn rõ. Qua quá trình vận chuyển xe là không thể tránh khỏi rồi. Và xe cũng khung là khung nhôm aluminium. Đây tem Nhật bãi vẫn là dưới gầm trong cái xe nhé. Đây tem Nhật bãi bên trong xe đây. Tem Nhật dành cho bác ưa thích những dòng xe Nhật bãi mà thích hiệu tên tuổi Personline model siêu lưu, một trong những dòng xe dòng Touring cũng khá là phổ biến của Nhật bãi. Hôm trước em có bán một chiếc thì nay em về thêm chiếc nữa. Cổ Ford ghi đông với bảng theo xe rất sáng và bóng, cái màu chrome của Personline. Xe trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano, trang bị với 8 tầng lip. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Vâng, cái cò xe bên tay phải em ở bên tầng lip thì cái miếng nhựa qua quá trình vận chuyển thì nó hơi mất một miếng nhỏ ở đây. Tính thẩm mỹ nó không được cao không mấy nhưng mà sử dụng là rất là bình thường. Vẫn bình thường, lên xuống bình thường bác nhé. Xe trang bị với cấu hình phanh V, vẫn là cái dòng cơ bản của dòng xe Nhật bãi, dòng Touring. Mayer chính hãng của Mayer Shimano. Vành nhôm hai lớp và sử dụng với cặp lốp chính hãng của Michelin, lốp cao cấp. Thì như các biết thì trong dòng xe đạp thể thao thì những dòng thương hiệu như Bontrager, Continental hoặc Michelin là ba dòng thương hiệu cao cấp sản xuất lốp rồi, sử dụng lốp nguyên cặp của Michelin đó nhé, lốp chọc. Và chiều cao size đứng của xe là size 51, thể hiện rõ trên khung xe đó, nhìn rõ này. Chiều ngang là size 53, tức là size S. Đây, trên xe mới ghi luôn trên khung các bác này. Thế là các bác cao từ 1m6 trên 1m7, rất là dễ phù hợp cho các bác đi dòng size này. Giá bình nước nhôm với bản theo xe. Xe trang bị với 3 tầng đĩa, 8 tầng lip, cho được một chuyển động của xe 24 tốc độ. Và lần này xe về có cọc yên rất là lạ, cọc yên nhún. Cọc yên nhún quá nhá. Cảm các bác đi những cái cung đường gồ ghề thì cái cọc yên này nó giúp cho các bác cái độ nhún êm hơn. Cọc yên nhún, lần này về xe nó nguyên bản nó có cọc yên nhún rồi. Mayer đằng sau là Mayer chính hãng của Shimano. Vành nhôm hai lớp. Lốp sử dụng lốp Michelin, lốp cao cấp, lốp chọc. Củ đề sau thì củ đề Sora cũng nhé. Tuy là dòng Sora, Sora cổ, đời cổ 8 lít, dòng Nhật bãi. Mất cái tem đây rồi, vẫn còn cái tem Sora này, bác nhìn rõ này. Dòng thương hiệu cao cấp, dòng thương hiệu đến từ Mỹ, dòng Nhật bãi, các Personline, model siêu lưu.
Bác rất các bác có thể nhìn rất nhiều trong thời gian vừa qua giới thiệu con dòng Vespa Line rồi. Tông màu đỏ cờ. Đây là một trong những mẫu touring cơ bản cũng là khá là phổ biến của dòng Nhật bãi. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc touring thương hiệu Mỹ, mà đây là một mẫu xe đến từ model siêu lưu xe Nhật bãi, và xe giá tốt bên em là 5,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Mọi người có một chút này.